em xin giới thiệu, đây là dàn mini đến từ thương hiệu Panasonic, chạy được 5 đĩa CD, hàng nội địa Nhật sử dụng nguồn điện 100V. Các bác có nhu cầu chuyển điện từ 100V lên 220V hoặc là có nhu cầu gắn thêm bộ Bluetooth phía trong amply thì liên hệ em sẽ nhờ thợ chuyển điện và gắn Bluetooth cho mình. Gắn Bluetooth phía trong amply nó sẽ bắt sóng xa hơn, chống nhiễu tốt hơn và chất lượng âm thanh hay hơn so với bộ Bluetooth gắn phía ngoài rất là nhiều. Còn chuyển điện phía trong amply nó sẽ làm cho mình tiện lợi hơn khi mình sử dụng. Thay vì mình phải cắm vào đổi nguồn hay là ổn áp rườm ra thì sau khi thợ bên em chuyển điện xong, mình chỉ việc cắm vào điện 220 là xài ok. Chuyển điện phía trong amply không ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh, cũng không là ảnh hưởng đến tính nguyên bản nguyên sim của bộ dàn, nên các bác hoàn toàn yên tâm. Bát của loa là 10cm, chiều cao của loa là 27cm, chiều ngang cả bộ dàn là 45cm. Dàn này sử dụng tốt cho phòng từ 15 đến 35m2. Hai bộ dàn này có cùng một model là Panasonic BM700. Chức năng chính là 5 CD hoạt động ok, có ngồi ao ít có nói điện thoại, TV, máy tính hoạt động ok. Radio AM, FM, FM tần số là 90. Ngoại hình của bộ dàn còn rất là đẹp, đáp ứng tiêu chí nghe nhạc hay, trưng bày đẹp cho các bác. Trong khi đó giá thành cực kỳ mềm, phù hợp với túi tiền để mình sử dụng nghe nhạc. Hàng em bán ra bao nguyên bản, nguyên zin, bao hoạt động ok. Bên em ship hàng toàn quốc, giao hàng tận nhà, chỉ cần các bác cho địa chỉ là bưu điện sẽ mang hàng tận nơi cho mình. Các bác cần tư vấn, cần xem hình ảnh chi tiết hay là cần mua hàng, vui lòng liên hệ số điện thoại cũng như Zalo 0931008099. Địa chỉ bên cửa hàng em là thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Các bác vui lòng chuyển cọc giúp em 300.000 nhãn hàng, thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Bây giờ em sẽ quay mặt sau cho các bác tham khảo. Amply và loa đánh BY 2 cầu 4 đường tiếng trắng xanh đỏ đen cho chất lượng âm thanh đều cắt dãy. Nghe radio thì cắm anten vào đây, nghe ao ít cái nói điện thoại, TV, máy tính thì mình cắm dây vào đây nha. Đây là góc cạnh của loa nè. Công suất loa là 80W một thùng, 160W trên cặp loa. Panasonic BM700, công suất amply là 54W, hàng nội địa Nhật sử dụng nguồn điện 100V. Bây giờ là mình cùng test chất lượng âm thanh trên bộ dàn Panasonic BM700. Ở đây thì dàn này chạy được 5 đĩa CD. Đĩa số 1 thì em đang cắt nhạc nên mình đang check được tình 2-3-4-5 nè. Một đĩa đang hát thì mình có thể kiểm tra được 4-2 đĩa còn lại nha, vô tư bỏ được 5 đĩa vào cùng một lúc được luôn. Hãy subscribe.